các bạn đã trở lại với TVT. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái phần mềm chọn đề thi trắc nghiệm. Thì ở đây mình xin giới thiệu đó là phần mềm MCMix. Thì để cài đặt phần mềm thì chúng ta sẽ tải cái phiên bản MCMix 2018 về. Cái bản này thì nó có thể chạy tốt được trên Windows 10. Thì chúng ta chỉ cần kích ứng dụng vào tên phần mềm để khi tải về, sau đó mình chọn Yes, chọn Next và chọn Python mình sẽ cài đặt cho chúng ta. Thì sau khi cài đặt xong thì nó sẽ có cái biểu tượng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ mở phần mềm lên. Thì đối với phiên bản 2018 này thì nó sẽ có nhiều chức năng, trong đó có chức năng là chúng ta có thể tạo với ngân hàng câu hỏi luôn cho cái bài thi của mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái mã kỳ thi. Trước tiên ta tạo xong rồi chọn một cái đề để tạo mã kỳ thi. Thì đây mã kỳ thi thì nó đánh một số tỉ thôi, ví dụ tôi đánh là 10. Tên kỳ thi ví dụ như là kiểm tra học kỳ 1 chẳng hạn. Bật luôn. Rồi, sau đó mình sẽ vào cái mã kỳ thi này, mình sẽ tạo cái môn thi là cái đề thi. Thì mình kết thúc thêm bên đây. Lúc đầu mã kỳ thi thì mình sẽ kết thúc thêm bên đây. Còn thêm môn thi thì mình sẽ kết thúc thêm bên đây. Mã môn thì mình nhập 10. Tên môn ví dụ như tích học 10 chẳng hạn. Số câu thì đây mình có thể chọn số câu ví dụ như tỉ, ta ví dụ như số câu là 40 chẳng hạn. Thời gian làm bài thì, ví dụ như mình là để 45 phút ha. Câu bắt đầu thì mặc định nó là 1. Này mình có thể thêm vô cái môn của mình. Đây tôi có thêm môn tin học 12, giờ tôi thêm vô môn nữa. Bây giờ thêm tin học 10 chẳng hạn. Tôi thêm vô môn tin học 10. Thì đây cái mã này nó có rồi, vậy đó mình sẽ chọn mã 11 chẳng hạn. Chọn luôn. Rồi, sau đó mình sẽ trở về. Ở đây ví dụ như tôi chọn là tin học 10 ha. Chọn luôn. Rồi, sau đó thì tôi đã có được cái này. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo đề thi. Thì mình sẽ kích vô cái nút tạo đề thi. Tạo đề thi. Đây mình có thể sửa lại. Sửa thông tin này lại nếu như mình muốn. Còn đây mình sẽ chọn tạo đề thi. Thế đây, trong đây thì mình có thể là mình sẽ lấy nhập đề thi từ ngân hàng câu hỏi nếu như mình có tạo ngân hàng câu hỏi. Thế tới bước này thì mình sẽ bắt đầu thêm câu hỏi vào, kích vào nút thêm. Thì chương trình MCMix sẽ hiện ra cái giao diện để cho mình thêm câu hỏi vào. Đây thì giao diện nó sẽ tương ứng giống như trên phiên bản Word mà mình đang cài trên máy mình đó. Rồi mình có thể import vào một cái file Word mà đã chuẩn bị sẵn. Thì ở đây ví dụ như tôi chọn một cái đề thi chẳng hạn. Ví dụ ở đây tôi sẽ có chọn một cái đề thi. Thì lúc này chọn phần, thì lúc này chương trình nó sẽ đưa cái dữ liệu trên cái file Word đó vào. Thì đối với MCMix thì cách tạo câu hỏi rất là đơn giản, cũng khá là đơn giản. Thì ở đây câu thì mình sẽ để tên câu vô câu 1, câu 2, sau đây dấu 2 chấm để tới câu hỏi. Còn đáp án thì mình cứ để là A, B, C và có dấu chấm phía sau với A chấm, B chấm, C chấm, D chấm thì chương trình sẽ nhận dạng được. Đối với đáp án thì chúng ta có thể gạch dưới đáp án
Ví dụ như câu C đáp án là gạch dưới của C, còn câu A đáp án dưới của A. Còn nếu như ta không có gạch dưới á, thì em Smith có thể nó sẽ hiểu câu A sẽ là đáp án đúng. Và khoảng cách giữa hai câu hỏi thì chúng ta sẽ dùng cái ký hiệu này. Ký hiệu này là để ngăn cách một ngăn cách hai câu hỏi với nhau. Thì em Smith thì cho phép mình soạn đề trắc nghiệm rất là nhanh. Và chúng ta có thể lấy một cái file trên Word và chúng ta đưa vào luôn. Chúng ta chỉ cần thêm cái này vào, lệnh xuống hàng và đáp án vô là xem như mình đã có thể đưa nó vào MCMix. Và lưu ý là trong MCMix thì chúng ta không có sử dụng được cái phần đánh số thứ tự tự động. Nếu như máy chúng ta mà đáp án ta mà có đánh số tự động thì chúng ta phải bỏ chọn nó và ta đánh tay, nếu không thì nó sẽ không có nhận diện được đáp án. Tôi đó ví dụ như cái phần này, nếu như AB này, nếu như nó có chọn ra số tự động như là cái này, đây AB này á, thì không được, nó sẽ không nhận dạng được, mà mình phải xóa này đi và đánh tay lại thì MCMix nó mới nhận dạng được cái đáp án về. Tức là mình phải không sử dụng được cái số hiệu này, numbering ha. Rồi sau khi chúng ta đã chọn xong, mình có thể chọn hoán quỷ ABCD, và này có thể chọn độ khó cho câu hỏi, có thể import nó vào chương mấy nữa, độ khó ví dụ như khó, trung bình, dễ gì đó. Ở đây thì cái này phần này thì mình sẽ sử dụng trong cái trường hợp mà mình thêm vào cái ngân hàng câu hỏi, thêm vào cái đơn vị kiến thức và ngân hàng câu hỏi, rồi mình chọn luôn. Thì mình sẽ đợi một chút xíu cho chương trình nó nhận dạng các câu hỏi của mình. Nếu như câu nào bị lỗi thì em Smith nó sẽ báo lỗi để mình sửa lại. Sau khi chương trình đã nhận diện xong, nếu như không có câu hỏi nào có lỗi thì ta thấy nó màn hình nó trắng như tươi như này. Nếu như có câu hỏi nào mà có lỗi, MCMix không nhận dạng được. Nếu câu hỏi nào mà MCMix không nhận dạng được thì nó sẽ báo cho mình biết. Rồi mình bấm nút thoát. Rồi thì lúc này mình sẽ được 28 câu hỏi. Đây tương ứng mình có thể xem nội dung câu hỏi, có thể sửa câu hỏi lại, là sửa đáp án gì đó để ý mình. Rồi bây giờ để chọn đề á, thì nó sẽ bấm vào nút đề hoán quỷ, đề hoán quỷ. Thế đây do cái số câu hỏi dự kiến mình chưa cái bằng câu nhập, mình khai báo là 40 câu mình mới nhập mới có 28 thôi, do nó không cho mình chọn đề. Bây giờ mình sẽ quay lại để mình sửa lại. Ở đây mình có thể sửa này lại là 28 câu. Bằng luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm tiếp là tạo và in đề. Rồi, bây giờ bấm là đề hoán quỷ. Ở đây mình sẽ bắt đầu chọn, rồi bấm nút thêm. Thế đây mình muốn bao nhiêu đề hoán quỷ thì mình chọn 5, 6, 4 đề, 5 đề, 6 đề gì đó tỷ. Thì sẽ mình chọn 6. Chọn luôn. Thì mình sẽ tạo cho mình 6 cái bộ đề hoán quỷ. Mình muốn lấy được bộ đề nào cũng được tỷ mình. Qua đây nó sẽ hoán quỷ cả câu và đáp án luôn. Tại lúc chọn mà mình đã để nó để là hoán quỷ cả ABCD, do đó nó sẽ hoán quỷ cả câu và đáp án luôn. Rồi sau khi mình đã có xong cái này, 6 bộ đề này thì mình có thể chọn một trong 4 6 bộ đề này để mình bắt đầu cho nó in ra, tạo cho chúng ta một cái bộ đề. Thì nó sẽ bấm là in đề hoán quỷ, in đề hoán quỷ. Thì lúc này chương trình nó sẽ tự động xuất ra cho chúng ta cái đề hoán quỷ ra file Word.
Nó chương trình nó in rất là nhanh. Thì đây nó sẽ lưu vào cái thư mục ODD của mình, và cái là một anh quân MCMix 2, một data. Mình có thể coi cái đường dẫn này, vào đường dẫn này để mình lấy ra. Và đây là cái tên file thoát. Đây, thì mình đã tạo quán quỹ xong. Thì cái phần này mình có thể sửa lại như ý của mình, để sửa lại cái tiêu đề trên và tiêu đề dưới của nó. Mình trở về để sửa lại tiêu đề trên và tiêu đề dưới theo như ý của mình, như tên trường của mình chẳng hạn, thì mình sẽ chọn định dạng trang in này, cái phần header này, thì mình hoàn toàn có thể sửa nó lại. Ví dụ như mình đã chọn sửa header vào trong cái giao diện của chương trình, thì mình có thể sửa lại theo cái đúng như cái ý đồ của mình. Tôi lấy ví dụ như ở đây trường trung học phổ thông, tôi sửa lại thêm như đây tên trường của mình. Và đề thi cái phần, ví dụ mình sửa lại đề thi để kiểm kiểm tra học kỳ hay gì đó, kiểm tra học kỳ 1, kiểm tra học kỳ 2 gì đó, tí mình sẽ giáo dục đào tạo gì đó. Thì cái phần trong ngoặc này là mình không sửa, trong ngoặc này nó tự động nó nhảy, mình chỉ sửa những cái từ này thôi, tí thôi. Rồi bấm thoát. À, giả sử như tôi sửa đây là kiểm tra học kỳ 1 chẳng hạn. Trần lưu trở về rồi mang lời tạo đề để hoán vị. Bây giờ mình tiếp tục in một cái đề hoán vị tiếp. Rồi, chương trình nó đã xuất ra cho chúng ta cái đề 209. Ta thấy nè, hôm nay cái phần này nãy mình đã sửa, nó kiểm tra kỳ 1. Giờ thì nó đã sửa lại cho mình. Trở về. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái thư mục đó để mình xem cái đề ha. Và mình có thể xuất đáp án ra. Ví dụ như tôi muốn xuất đáp án ra thì tôi chọn xuất đáp án. Lúc này nó xuất ra đáp án của tất cả các mã đề luôn. Wow. Rồi đáp án của cái đề gốc nữa. Rồi chọn thoát ha. Giờ mình sẽ chọn vào cái thư mục ODD, vào thư mục anh quân MCMix 2, vào là mục data. Thế đây nó sẽ có cái mã đề mình chọn, nó sẽ hiện ở đây. Đây, nãy mình đã chọn hai mã đề thì nó sẽ nằm ở đây. Và mình có thể mở lên và mình sửa lại theo cái mong muốn của mình dễ dàng. 28 câu mà mình đã chọn từ chương trình MCMix. Và đây là đáp án ha. Đáp án các mã đề và đáp án của đề chuẩn nè. Đáp án các mã đề thì đây mình sẽ vào đây, mình sẽ xem biết được đáp án của các mã đề 132, 209 đúng không? Đến đây thì tôi xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.